Cách đây hơn 2 năm, vào tháng 4 năm 2016, chỉ một tháng sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có những chỉ đạo sát sao đối với những vấn đề bức xúc của người dân. Quán triệt nhà vệ sinh bẩn là vấn nạn lớn, không đơn giản. Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Bất cứ việc gì liên quan đến con người, nhất là liên quan đến trẻ em, đến môi trường học đường, không được xem là việc nhỏ. Tôi đang nói cái ý trước Quốc hội là phải chăm lo con cháu chúng ta trong học hành. Trong đó có việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các nhà vệ sinh ở trường học. Thì đưa vấn đề ra. Rất nhiều ý kiến đó. Việc nhỏ anh đưa ra Quốc hội làm gì? Việc nhỏ nhưng mà thiết thực với dân chúng ta phải làm. Chứ không phải việc nhỏ mà liên quan đến dân chúng ta cần phải quan tâm. Hơn 2 năm qua, người đứng đầu chính phủ luôn tỏ rõ sự sốt ruột trước thực trạng hệ thống nhà vệ sinh trong các trường học, đặc biệt nhiều trường không có nhà vệ sinh. Thủ tướng đã phân công nhiệm vụ cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam huy động tất cả các nguồn lực kinh phí để chấm dứt tình trạng trường học không có nhà vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống tâm lý của học sinh. Tôi đề nghị trước hết là tất cả các trường đừng có ngại là mình giấu cái không tốt đi. Các đồng chí có báo cáo thật sự về hiện trạng nhà vệ sinh. Trong đó bây giờ bằng công nghệ, tất cả các nhà vệ sinh phải được chụp ảnh, hình ảnh cụ thể. Tôi đã nói anh em là có một cái địa chỉ cụ thể tới đây để các đồng chí gửi lên. Toàn xã hội thấy. Thấy để thế này này, chúng ta kêu gọi không chỉ chính quyền địa phương mà cộng đồng. Tôi đã trực tiếp đi nhiều nơi, trường xây rất khang trang. Nhưng mà ngửa lên trần là đầy mạng nhện. Nhìn ra vườn nó đầy cỏ dại. Nhà vệ sinh xây mới rất sạch, đạt chuẩn. Nhưng mà đến lúc đầu giờ sáng thì sạch. Đến buổi trưa là các cháu vào không có giữ gìn. Cái này đây cũng là một cái mình giáo dục. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước số trường phổ thông và mầm non có nhà vệ sinh đạt từ 95 đến 97%. Trong số này khoảng 40% đạt chuẩn, còn lại đã bị xuống cấp và chưa được duy tu nâng cấp. Từ thực trạng này, chính phủ đã chỉ đạo ngành giáo dục cố gắng trong năm nay giải quyết cho bằng được vấn đề bất cập về nhà vệ sinh trong trường học. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, bộ có liên quan phải có chương trình hành động cụ thể về vấn đề trên.